Cảm ơn anh Lâm đã tặng bông cho em nha. Tại vì em cũng thấy cái vết xe đổ của em đi rồi, và bây giờ em chỉ thấy cái sự ảnh hưởng của anh nó quá lớn với anh chị. Anh thì giờ cái tầm anh rất là lớn rồi, anh đăng cái bài vậy thì nó cũng buồn chứ bọn anh, nó đâu biết chữ mồm chữ miệng như em đâu, nên anh cứ áp đặt nó dữ quá nó cũng buồn anh. Nên thôi vì anh em mình nói chuyện với nhau cái hay cái gì đó, anh cứ đừng có vấn đề là bây giờ là công ty anh bỏ qua cái tình nghĩa. Anh cái hiện tại là hình như hôm bữa em cũng có gọi anh đó, anh cái bây giờ là công ty anh muốn gì em nói chuyện với bên công ty, cái anh không có gì hết. Dù sao cũng là anh em ha, dù sao cũng lớn sống với nhau từ nhỏ đến lớn rồi bắt đầu mới thành công, cái đâu phải tự nhiên thành công đâu anh. Mình cũng có cái tình nghĩa trong đó một xíu anh. Thì nếu mà anh có đang xem, em thấy em á tặng em thì em biết là anh đang xem rồi, em thì anh cũng biết em hay khị khị nhưng mà em cũng không có nói cái gì sai trong cái câu chuyện của em hết. Tại vì anh là có cái sự ảnh hưởng rất là lớn, mà anh mà đăng cái bài vậy thì dĩ nó biết biết bao nhiêu cái sự chết. Hồi xưa cái lúc mà hên mà anh không có đăng cái gì dính dáng tới em mà em còn bị chết cái cỡ đó nữa, còn nó tuổi nó mới lớn nó đâu có giữ được cái tinh thần đâu anh.